Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những cho bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đang bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là ngày thứ tư Ngày 26 tháng 4 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp Một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài Đây là tụ 1 ha Tụ 2 Và tụ 3 Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi. Ngày thứ tư ngày 26 tây tháng 4 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào? Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người, mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 Ở đây mình thấy các bạn tụ 1 hiện tại là những người rất là chăm chỉ kiếm tiền ha Là những người cũng có khiếu kinh doanh, cũng có sự gọi là đầu óc nhạy bén ha Và bạn cũng là một người có một cái sự gọi là rõ ràng, thấu đáo và sáng suốt Một số bạn ở đây các bạn rất là thông minh, rất là nhanh nhẹn và linh hoạt, biết nắm bắt thông tin Có một cái sự gọi là rõ ràng trong cái hướng đi của bạn luôn có những kế hoạch rõ ràng, chi tiết, tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Tuy nhiên có khả năng các bạn đang trong giai đoạn hơi bị thất thoát về tài chính ha, hoặc là một số bạn ở đây thì có thể là bạn à, đang có những vấn đề liên quan đến sức khỏe nữa. Các bạn được khuyến khích hãy uống nước nhiều hơn trong giai đoạn này, cũng như là à, giữ cho mình một cái sự gọi là vững chắc về mặt tinh thần, đừng có bị trao đảo đừng có sự gọi là cảm thấy chán chường ha, mọi thứ cũng sẽ qua đi và mọi thứ cũng sẽ có một cái sự gọi là đổi mới và đồng thời có khả năng mình thấy sắp tới một số bạn các bạn nhận được những tin tức vui hoặc là các bạn sẽ mua được một cái món đồ bạn yêu thích tuy nhiên thì bạn cũng phải bỏ tiền ra một số tiền cũng khá khá ha cao à, và ở đây một số bạn các bạn có những cái niềm đam mê ước muốn hy vọng gì đó ở đây thì có khả năng là bạn cũng sẽ đạt được À, một vài bạn có khả năng sắp tới là cái con đường thênh thang trong cái quận đầu hoa của bạn <laughs> nó có sự gọi là gia tăng ở đây á. Ừ. Bạn là một người sống rất là chân tình và ngọt ngào ha. Tuy nhiên thì bạn luôn giữ cho mình một cái sự lý trí và khôn khéo. Ừ. À, thì giai đoạn là giai đoạn mà gọi là cần phải tiết nước cho cơ thể nha và cẩn trọng bảo vệ bản thân tránh bị bệnh. À mình thấy cái vấn đề gì đó nan giải của bạn nó sẽ được giải quyết thôi ha có khả năng nó chỉ kéo dài trong vòng 5 tuần đổ lại hoặc năm tháng thôi chứ cũng không có quá gọi là kéo dài lâu đâu cho nên cái việc của bạn là hãy có sự gọi là nhìn nhận mọi thứ và hãy có một cái bước chuẩn bị để có thể đối mặt và thay đổi được cái cục diện vấn đề ha rồi để mình xem coi ngày thứ tư ngày 26 tháng 4 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào Một số bạn các bạn đang dự tính mua điện thoại mới hoặc là mua một cái thiết bị uh, điện tử gì đó hoặc là mua máy điều hòa gì đó ở đây. Ở đây một số bạn các bạn có một cái sự tương tác với ba của bạn ha hoặc là một cái người sếp lớn nào đó. Wow, mình thấy trong ngày hôm nay các bạn có sự tương tác với khá là nhiều người mang năng lượng nam đó thấy khả năng là ba của bạn hoặc là một cái người gọi là có một cái sự lý trí thấu đáo mọi chuyện là một người rõ ràng kỹ lưỡng và là một người có thủ có bản lĩnh có sự gọi là điềm tĩnh và biết suy si xét vấn đề thì có khả năng cái người này là một cái người cộng sự hoặc là cái người họ sẽ giúp họ hỗ trợ cho bạn tìm ra được cái cái vấn đề để bạn có thể giải quyết hoặc là giúp bạn lên kế hoạch chẳng hạn ha? hoặc đây chính là cái nguồn năng lượng của bạn trong ngày hôm nay bạn sẽ có một cái sự tỉnh táo hơn bạn có khả năng gọi là nắm dững giữa giải quyết được cái vấn đề của mình và bạn là một người sẽ làm chủ được cái cục diện vấn đề chứ bạn không có để mọi thứ nó dẫn dắt và khiến cho bạn có sự lo âu nữa trong ngày hôm nay một số bạn có khả năng là các bạn sẽ lên kế hoạch cho những cái đường hướng tiếp theo có khả năng là cái trực giác của bạn cũng rất là cao đó nha cho nên là bạn nghĩ gì là có đó hoặc là bạn có khả năng là sẽ nhìn mọi thứ một cách bao quát hơn và có một cái kế hoạch chỉnh chu hơn ha kiểu như là bạn sẽ làm những gì trong thời gian sắp tới và bạn sẽ tìm những cơ hội kiếm tiền ra sao bạn phải thực hiện thế nào ha một số bạn có khả năng các bạn muốn đi đâu đó xa có thể là đi làm xa đi du lịch đi định cư đi du học hoặc là xuất khẩu lao động gì đó ở đây thì các bạn đang rất là mong muốn cái điều đó bạn đang gọi là hoặc là muốn gọi là phát triển công việc dự án gì đó của bạn nó mang tầm quốc tế thì mình thấy bạn sẽ lên kế hoạch để thực hiện cái điều đó ừ. hoặc là một vài bạn thì có khả năng trong ngày hôm nay cái vấn đề mà liên quan đến cái quá trình gọi là đi xa của bạn có thể là nó sẽ được hoàn thành ha nó sẽ có kết quả tốt ừ. có thể là một số bạn các bạn cũng cần nhờ đến luật sư hoặc là một cái người năng năng lượng nam như mình nói họ sẽ hỗ trợ cho bạn À, một vài bạn ngày hôm nay có khả năng các bạn cũng có nguồn tiền tiền lương tiền thưởng là những đầu tư có khả năng là từ 800.000 đến 8 triệu đồng trở lên ha ừ. và các bạn rất là cần mẫn, rất là chăm chỉ rất là siêng năng trong ngày hôm nay ha mình thấy một số bạn có khả năng là các bạn cũng sẽ đi rút tiền ATM hoặc là các bạn sẽ à, mua bán vàng bạc gì đó trong ngày này ha và trong ngày hôm nay thì mình thấy khả năng một số bạn các bạn cũng phải có một cái sự gọi là thí dụ có trao đổi tiền bạc hay là hợp tác gì đó mà liên quan đến tài chính thì các bạn cũng phải kỹ lưỡng thấu đáo và rõ ràng ha một vài bạn thì có khả năng là các bạn nhận được lời khuyên từ cha mẹ hoặc là được hỗ trợ tiền bạc từ người thân hoặc là các bạn muốn mua cái điều gì đó cho cha mẹ của mình chẳng hạn ừ. một số bạn được lên chức trong ngày hôm nay ha được lên một cái vị trí cao à, vị trí lãnh đạo và các bạn lên kế hoạch phải thực hiện những cái nhiệm vụ nào đó trong thời gian kế tiếp để giữ vững được cái vị thế của mình có khả năng các bạn cũng sẽ có một cái sự cân bằng hoặc là bạn sẽ đứng ra đứng trước giữa hai quyết định hai lựa chọn gì đó và bạn sẽ có một cái lựa chọn phù hợp bạn sẽ chọn lựa cơ hội nào đó giúp bạn có sự thăng tiến giúp bạn có sự gia tăng tài tài chính ừ. hoặc là bạn tìm kiếm cơ hội kiếm tiền thì có khả năng bạn cũng sẽ tìm được một vài bạn có khả năng là lên mạng hay gì đó tìm kiếm thông tin ha và bạn lên kế hoạch để thực hiện được cái uh, hành trình gia tăng thu nhập của mình ừ. nói chung trong ngày hôm nay của bạn nó cũng khá là tốt ha à, chỉ là bạn cần phải có sự gọi là minh mẫn trước những cái quyết định những cái hướng đi của mình thôi ở đây thì có khả năng một số bạn các bạn sẽ có một cái sự gọi là có tiền trả được nợ hoặc là ai đó trả tiền cho bạn hoặc là ở đây các bạn được khuyến khích là việc mà bạn chăm sóc cho bản thân của bạn thì nó cũng liên quan đến việc gọi là giải phóng những cái gánh nặng về tài chính hoặc là những cảm xúc mệt mỏi liên quan đến nợ nần trong cuộc sống của bạn bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn cảm thấy tự do hơn khi mà bạn đối mặt cái vấn đề này và bạn có kế hoạch để có thể làm sạch những cái điều lo toan và làm sạch những cái um, sự gọi là uh, tiêu cực này ha hãy lên kế hoạch để có thể là làm sạch những cái vấn đề nhức nhói của bạn và tránh uh, điều này nó xảy ra trong tương lai kiểu vậy rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ hai bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ hai À, để xem coi ngày thứ tư ngày 26 tây tháng 4 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 Mình thấy các bạn tù hai là những người có khả năng gọi là ứng dụng luận hấp dẫn rất là tốt Bạn có thể gọi là thu hút những điều bạn mong muốn trở thành sự thật Khi mà bạn là thực sự quyết tâm, nỗ lực, cũng như tin tưởng vào ơn trên cũng như tin tưởng vào chính bản thân của mình Và luôn có một cái sự hình dung và một cái tương lai tươi sáng Thì có khả năng bạn sẽ đạt được cái điều đó Bạn cũng là một người có sự quyết đoán ha à, Khi bạn thực sự muốn cái điều gì đó thì bạn sẽ có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng và ra một cái quyết định dứt khoát các bạn là những người rất là yêu thương mẹ của mình và có thể là rất là hiếu thảo với cha mẹ các bạn có khả năng là rất là yêu thiên nhiên cây cối và các bạn mang cái nguồn năng lượng rất là tỏa sáng rất là tích cực là những người rất là thấu hiểu cho người khác bao dung rộng lượng và là một người cần phải nạp năng lượng trong cái giai đoạn mệt mỏi cái bức bói này bằng việc bạn phải À, đón nhận những cái uh, sự gọi là mới mẻ từ không khí trong lành từ cây cối thiên nhiên đó. Một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn là được nhiều người chú ý đến lắm. Ha, bạn là một người có khả năng thu hút hoặc là nổi bật trước đám đông. À, mình thấy dường như các bạn đang có những cái tin tức vui liên quan đến gia đình hôn nhân hoặc là liên quan sắp tới là đi đám cưới nè, hoặc là sắp có những cái tin tức vui liên quan đến tiền bạc ha các bạn cũng rất là muốn được kết hôn ha một số bạn thì có gia đình rồi thì rất là mong muốn có được một án mái ấm gia đình hạnh phúc yên vui vẹn à, ở đây thì mình thấy là các bạn đang có một cái sự phân dân giữa hai quyết định nào đó hoặc là bạn đang có một cái sự cảm thấy hơi bị cô đơn hoặc là cảm thấy bị mắc kẹt giữa hai cái suy nghĩ hai luồng suy nghĩ ở đây và bạn có khả năng là tạm thời chưa thể đưa ra được quyết định dứt khoát các bạn đang cân bằng các bạn đang dành thời gian để tĩnh lặng để chiêm nghiệm một số bạn vào gần đây là các bạn cần phải biết bảo vệ đôi mắt của mình thật là tốt ha ừ. Và ở đây thì mình thấy là khi mà bạn gọi là để cho bản thân của bạn được thư giãn, được thoải mái Được an yên hơn ha, yên bình về mặt nội tâm thì bạn mới có những cái quyết định nó sáng suốt nhất ừ. Rồi, để mình xem ngày thứ tư, ngày 26 tháng 4 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào một số bạn thì ngày hôm nay trời hơi nắng nóng ha à, cho nên cũng phải biết bảo vệ cái uh, sức khỏe uống nước nhiều cân bằng và ở đây thì có khả năng một số bạn có bạn uh, cần phải uh, cẩn thận củi lửa trong ngày hôm nay và tránh đi đến những nơi có độ cao ừ, hoặc là đi đến công trường hay gì đó thì uh, nhớ uh, cẩn thận với những cái viên gạch ở trên cao đó nha ừ, đội nón bảo hộ nếu có ở đây có khả năng trong ngày hôm nay các bạn sẽ nghe được một cái tin tức dự gân nào đó, một cái xì căng đan nào đó trên trang mạng chẳng hạn. Và đồng thời các bạn có khả năng là cẩn trọng trước những cái cuộc gọi lừa đảo ha, từ người khác ha. hiện tại thì có rất là nhiều cái cuộc gọi lừa đảo ở trong giai đoạn hiện nay cho nên việc của bạn là phải có một sự tỉnh táo và kỹ lưỡng cẩn trọng để tránh bị lừa, bị mất tiền ha và ngày hôm nay các bạn có khả năng có nguồn tiền đó tiền lương tiền thưởng là nhận đầu tư hoặc là bạn sẽ có một cái tự đếm tiền hoặc là ai đó gửi tiền cho bạn hoặc là bạn sẽ tính mua vàng mua mua vàng bạc hoặc là buôn buôn bán vàng gì đó ở đây thấy có bạn có sự tiếp xúc với tiền bạc trong ngày hôm nay à, một số bạn thì mình thấy trong ngày hôm nay là các bạn cần nên có một cái sự gọi là kỹ lưỡng ha ăn mặc kín đáo và đừng có phô trương hoặc khoe khoang bởi vì có khả năng cũng có những người họ để ý đến bạn đó ha họ có sự tâm ti hoặc là đôi khi những cái kẻ gian nó muốn lợi dụng hoặc là muốn chiếm đoạt tài sản của bạn cẩn trọng trong ngày hôm nay thì mình thấy là các bạn đi đâu đó bạn phải phải khóa xe cẩn thận ha rồi khóa nhà có cửa nói chung là bảo vệ thông tin mật của bản thân nữa và hãy có sự gọi là phòng ngừa về chừng à, đừng tin tưởng bất kỳ ai hết. Một số bạn mình thấy các bạn sẽ có một cái sự phục hồi về mặt năng lượng, mặt sức khỏe tinh thần của bạn và có khả năng các bạn sẽ có một cái chế độ ăn uống dinh dưỡng hơn chữa lành cho bản thân của mình hoặc là bạn có sự gọi là cân nhắc trong việc lựa chọn cái thực phẩm dinh dưỡng cho bản thân, à, lựa chọn những cái thực phẩm gọi là nó phù hợp cho cái sức khỏe của bạn. Một số bạn có khả năng các bạn có sự trổ tài nấu nướng trong ngày hôm nay Nhưng mà mình thấy nấu ăn xong là các bạn nhớ cẩn thận về lửa đó nha Mình thấy các bạn có sự tương tác với hai người ha? Một người mang năng lượng nam và một người mang năng lượng nữ Người thứ nhất thì mình thấy khả năng rất là lý trí, rất là lạnh lùng, quyết đoán hoặc là Một người có bản lĩnh, có sự gọi là điềm đạm và có sự gọi là uh, kỷ luật khá là tốt ha một người có quyền hành và một người mang năng lượng nữ cái người này họ cũng giống tính cách cũng y chang cái người nam đó à, họ là một người cũng có một cái sự gọi là rõ ràng ha uhm, biết uh, cẩn trọng biết bảo vệ bản thân là một người rất là thông minh nhạy bén à, là một người biết suy xét mọi thứ ha và những người này khuôn mặt rất là nghiêm túc thì có khả năng là đây là những người um, bạn sẽ có một sự tương tác gặp gỡ hoặc là những người bạn, những người, người đồng hành, những người cộng tác họ có khả năng giúp cho bạn nhìn thấu được cái vấn đề để tránh bị người khác lợi dụng chẳng hạn hoặc là một số bạn có khả năng các bạn có những cái vấn đề mà liên quan đến pháp lý gì đó trong ngày hôm nay chuẩn bị như là chuẩn bị giấy tờ thì nhờ luật sư giúp đỡ thì có khả năng đây là luật sư hỗ trợ cho bạn À, một số bạn ngày hôm nay thì mình thấy khả năng là các bạn có nói chuyện với người yêu cẩn trọng để tránh cái sự gọi là đổ vỡ khi mà các bạn có những cái sự nghi ngờ đa nghi rồi các bạn không có sự gọi là cân bằng hài hòa các bạn trách móc nhau rồi gây gắt với nhau thì rất là dễ gây ra những cái sự gọi là xung đột không đáng có ha và một số bạn ngày hôm nay thì mình thấy là um, tránh cho vay mượn tiền ha và có trao đổi tiền bạc cẩn trọng để tránh bị um, lừa tiền hoặc là tiền giả hoặc là đếm nhầm đếm lộn tiền um, phải có sự cân đân đo đếm suy xét cẩn trọng và kỹ lưỡng và có khả năng là bạn làm bất cứ công việc gì thì bạn cũng nên có một cái sự gọi là uh, giữ bí mật bạn đừng có nói ra bạn cũng đừng có sự gọi là À, nói những cái kế hoạch sắp tới của bạn cho người khác biết không cần thiết ha đôi khi có khả năng họ có thể là gây tổn hại cho cái quá trình hình hình thành cái kế hoạch của bạn đó một số bạn thì bị thị phi bị người khác nói tới nói lui <laughs> thì kệ họ đi mà đừng có quan tâm bạn càng quan tâm thì họ càng thích ha, và họ thích chiếm cái thời gian của bạn việc của bạn đừng có quan tâm phớt lờ những người đó ha và kệ họ thì họ cũng sẽ có những cái bài học cho bản thân của họ để họ có sự thay đổi còn riêng bạn thì bạn cứ sống tốt tập trung vào cái vấn đề chính ưu tiên vào việc kiếm tiền nhiều hơn và để cái sự thành công của mình cho họ thấy được rằng bạn là một người có giá trị và những người mà nói xấu bạn thì họ không có thích nhìn thấy bạn vui cười bạn hạnh phúc bạn thành công đâu cho nên là việc của bạn là cứ hạnh phúc cứ thành công cứ vui cười đó là một cái phương thức để bạn có thể gọi là À, trả thù một cách gọi là hiệu quả nhất bạn không cần phải đấu lý, đấu trí, không cần phải uh, tranh cãi gì cả ha. Và trong ngày hôm nay thì các bạn cũng được khuyến khích là đừng có sự đánh giá bản thân mình, so sánh bản thân mình với bất kỳ ai hết, không cần phải nảy sinh lòng đố kỵ hay ganh ghét gì cả. Mình cứ thênh thang trên con đường của mình, mình cứ nỗ lực hết sức mình cho cái cuộc sống của mình, giá trị của mình thì bạn cũng sẽ đạt được cái thành quả xứng đáng mà thôi ha một số bạn có khả năng có tin tức được lên chức lên một vị trí, một vị trí cao hơn một cách khá là đột ngột chẳng hạn ha ừ. có thể là trong ngày hôm nay một cái vấn đề gì đó mà bạn sẽ được khai sáng ừ. có một cái điều gì đó uh, bất ngờ diễn ra chẳng hạn và ở đây có khả năng một số bạn ví dụ như hổng ra các bạn có những cái sự mâu thuẫn với ai đó thì có khả năng các bạn sẽ có một cái sự giải quyết uh, ổn thỏa và yên bình ừ. sẽ có sự chữa lành ở đây và ở đây thì mình thấy là khi mà bạn gọi là nạp vào cơ thể của mình những cái thực phẩm dinh dưỡng và lành mạnh đó, thức ăn organic rồi đó thì bạn có khả năng gia tăng được cái tần số năng lượng của bạn và có khả năng tập trung hơn Ha, và cái điều này nó sẽ tự động đưa bạn đến một cái việc bạn sẽ có nhiều cái ý tưởng nó hiệu quả hơn tốt hơn và nâng cao được cái tần số của mình và đồng thời bạn có khả năng thu hút những cơ hội vàng và những cái mối quan hệ chất lượng có lợi đến với bạn ha cho nên hãy có sự chú trọng về mặt sức khỏe về mặt thực phẩm dinh dưỡng cho bản thân của mình có thể là đặc biệt là những cái thức uống đâu đó ha kiểu như là hạn chế uống trà sữa, à, uống những cái thực phẩm à, hoặc là những cái thức uống mà tốt ví dụ như chè dưỡng nhan hay gì đó vân vân nói chung là đến từ dược liệu đó, nó sẽ giúp cho cơ thể của bạn nhiều hơn ừ. hoặc là uống nước trái cây hay gì đó vân vân rồi một số bạn có khả năng các bạn sẽ lên mạng khá là nhiều ừ. đọc nhiều tin tức rồi có nhiều cái vấn đề về liên quan đến chứa vật trộm cướp cướp giật gì đó cho nên là bạn đọc nhiều thì bạn cũng à, có một cái sự à, Tiếp thu và phòng thủ cho bản thân của mình để tránh bị lừa đảo ha vậy. Giờ mình xin kết thúc các bạn tụi 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụi 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụi 3 để xem coi ngày thứ tư ngày 26 tháng 4 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào và đây là những cho bài chung. Mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 Ở đây mình thấy các bạn tụ 3 là những người rất là nguyên tắc ha Là một người chính trực và ngay thẳng Sống đâu ra đó sòng phẳng và bạn khi đã thực sự mong muốn cái điều gì đó thì bạn sẽ cố gắng chinh phục và làm cho bằng được một số bạn ở đây bạn có khả năng gọi là uh, xem tướng <laughs> hoặc là bạn có khả năng nhìn thấu mọi thứ nhìn thấu được cái suy nghĩ của người khác những cái sự mưu toan tính toán từ người khác và bạn cũng là một người có lòng hướng thiện là một người có lòng mộ đạo ha có trực giác cực kỳ cao và các bạn cũng là một người rất là nhiệt huyết rất là năng động ừ. à, ở đây thì mình thấy khả năng bạn cũng là một người uh, đang chờ đợi một tin tức gì đó tới thì có khả năng nó đang tới rồi ha ừ. à, các bạn sắp tới sẽ có những cái sự thăng hoa trong tình yêu hoặc là nhận được những món quà hoặc là sẽ cảm thấy hạnh phúc vui vẻ hơn rất là nhiều ừ. và các bạn cũng là một người rất là chân thành với người khác ha là một người bạn rất là tốt hoặc là một người um, trong nóng ngoài lạnh đó ha rồi để mình xem coi ngày thứ tư ngày 26 tháng 4 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào số bạn trong ngày hôm nay khả năng các bạn sẽ có một cái sự gặp gỡ với những người thân của bạn ha có khả năng là người thân ở xa về thăm các bạn à, họ hàng rồi đó ha hoặc là những người bạn cũ nào đó ở đây hoặc một số bạn các bạn có sự tiếp xúc tương tác với cha mẹ của mình ha? mua quà tặng cha mẹ chẳng hạn à, một vài bạn có khả năng là đi đám tiệc đi đám cưới hoặc là các bạn có những cái đám tiệc gì đó diễn ra à, các bạn có khả năng là uống nước khá là nhiều một số bạn có khả năng là đi dự lễ hôn phối hoặc là Uh, đi dự một cái uh, tiệc uh, tân gia hay gì đó, nói chung là bạn <laughs> có đi dự, dự tiệc trong ngày hôm nay, hoặc là bạn sẽ có những cái giây phút gặp gỡ được khá là nhiều người quen thân thuộc, um, có buổi tiệc ăn mừng chiến thắng thành công gì đó, hoặc một số bạn có khả năng là chuyển sang nhà mới chẳng hạn. Và trong ngày hôm nay mình thấy các bạn có sự tương tác với uh, một người mang năng lượng nữ nữa, cái người này thì mình thấy giỏi giang, xinh đẹp, cuốn hút tài năng và trí tuệ là một người ăn nói rất là duyên dáng và tinh tế, nhìn rất là sang trọng rất là quý phái ha. Thì có khả năng là à, cái người này họ có sự tương tác hoặc là nói chuyện hoặc là giúp đỡ gì đó cho bạn hoặc là truyền cảm hứng cho bạn chẳng hạn. Một số bạn là có cái nguồn tiền, tiền lương, tiền hưởng và những đầu tư có khả năng là từ 700 000 đến 7 triệu đồng trở lên. À, hoặc là bạn có sự thu hoạch trái cây chẳng hạn, hoặc là những cái gì mà bạn cố gắng nỗ lực thì nó lại có kết quả trong ngày hôm nay thấy một số bạn các bạn có sự lên kế hoạch các bạn muốn uh, có một cái sự gọi là lan tỏa hoặc là khuếch trương nhiều thứ thì các bạn được khuyến khích hãy tập trung vào một điều thôi đừng có lan man nhiều thứ sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề tài chính hoặc là ảnh hưởng đến cái sự thành công của bạn ha một số bạn có khả năng các bạn có sự vui chơi với thú cưng có tiếp xúc với uh, chú cuốn nào đó đây nè ừ. hoặc một vài bạn có khả năng các bạn đi dự tiệc uh, thôi noi đầy tháng gì đó ha có liên quan đến trẻ em có sự tương tác tiếp xúc với trẻ em cũng có hoặc là một số bạn có tin tức vui về con cái. Và trong ngày hôm nay thì mình thấy bạn được khuyến khích là hãy có một cái sự gọi là biết suy nghĩ và hãy tập trung vào cái cuộc sống của bạn, đừng có bị mơ màng. Đặc biệt những bạn nào mà làm việc mà liên quan đến tiền bạc tài chính đó. đừng có để bản thân của mình tâm, tâm trí của mình nó có sự gọi là bay bổng. Hãy tập trung hơn ha. một số bạn có thể là đứng trước giữa nhiều sự lựa chọn ở đây ha có thể là uh, lựa chọn về cái món đồ lựa chọn về thức uống hoặc là lựa chọn có điều gì đó hoặc có khả năng là bạn đang lựa chọn những căn nhà hay gì đó nói chung có sự lựa chọn uhm. một số bạn có khả năng là được ai đó giúp đỡ hoặc là được gọi là biếu đồ ăn hay là biếu nước uống gì đó trong ngày này hoặc là được ai đó mời một chầu nước chẳng hạn uhm nói chung trong ngày hôm nay của bạn mình thấy cũng khá là vui có những cái sự tự do hơn cảm thấy hạnh phúc hơn cảm thấy được đủ đầy hoặc là cảm thấy có một cái sự gọi là tự tin hơn một số bạn các bạn có những cái cuộc phỏng phỏng vấn hoặc là bạn có cuộc thi cuộc diễn thuyết dẫn dắt chương trình nào đó thì mình thấy bạn sẽ hoàn thành tốt à, trách nhiệm của mình và bạn sẽ được tặng quà được khen thưởng được tặng hoa hoặc là được gọi là ngưỡng mộ ừ. hoặc là nhận được tiền công ha, tiền thưởng ở đây một số bạn sẽ lên chức lên một vị trí cao hơn chẳng hạn à, một 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 số bạn nữ ở đây có khả năng các bạn đi làm tóc các bạn <laughs> mua sắm quần áo hay gì đó để uh, đi dự tiệc ha uhm, một số bạn ở đây ví dụ như các bạn có những vấn đề liên quan đến tình cảm Không ra các bạn có sự chiến tranh lạnh với người yêu thì có khả năng là trong vòng ngày hôm nay hoặc là trong vòng vài ngày tới là các bạn sẽ có một cái sự uh, tái hợp xung hợp lại nói chuyện lại với nhau uhm. và có sự hàn gắn ha một và vài bạn thì có khả năng các bạn sẽ lên kế hoạch với người yêu của mình để đám cưới chẳng hạn hoặc là ra mắt gia đình mọi người ở đây nói chung ngày hôm nay của bạn khá là tốt ha tích cực ừ. bạn được khuyến khích quan tâm nhiều hơn đến gia đình của mình đến cha mẹ hoặc là đến con cái nếu như bạn đã là cha là mẹ rồi á Rồi thì à, à, ở đây bạn cần phải có luôn giữ cho mình cái tư duy của sự dồi dào phong phú ha nếu bạn nghĩ như cái sự dồi dào phong phú nó là cái điều gì đó nó xa vời ở trong tương lai thì nó sẽ luôn ở trong một cái tương lai của bạn thôi nó không có đến với bạn được chỉ khi nào bạn cảm nhận được bạn bạn suy nghĩ về nó ha bạn nói về phước lành như thể là bạn đã có nó rồi ở trong giây phút hiện tại của bạn thì bạn có khả năng được trải nghiệm bạn có khả năng thu hút những cái phước lành này đến với bạn ha Đồng thời hãy luôn cảm thấy biết ơn trân trọng những gì bạn có thì bạn sẽ có được nhiều hơn ở đây Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha Mình xin chào các bạn